Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, từ đầu năm đến nay, số lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt trên 71%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 30,5%. Trong những năm qua, tỉnh Long An đã ban hành nhiều chủ trương chính sách liên quan đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, qua đó tạo nhiều việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, góp phần giảm nghèo, tạo cơ hội cho nhóm lao động yếu thế có cơ hội dây vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo và tự tạo việc làm cho bản thân. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tuyển sinh đào tạo hơn 10.300 lao động đạt trên 47% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 71%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 30%. Tỉnh đang đẩy mạnh triển khai và đa dạng quá các dịch vụ cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn, cập nhật và nắm bắt đầy đủ tình hình biến động về lao động tại các doanh nghiệp để đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời, gắn kết hoạt động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với giao dịch việc làm nhằm nhanh chóng đưa người lao động quay trở lại thị trường lao động.